Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video của anh em like, đăng ký để cập những video mới nhất từ mình nhé. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cờ lem 10.000 tóc cần Bisa nè các bạn. Thì chương trình iGroup này thì để đủ điều kiện cờ lem được con tóc 10.000 tóc cần Bisa thì địa chỉ chôn của các bạn phải có giao dịch của khoảng 15 USDT lên nha các bạn. Thì phần thưởng này nó sẽ phân phối vào ngày 20 tháng 8. Trị giá của 10.000 Bisa khoảng bằng 15 USDT các bạn. Thì để cờ lem được con này thì các bạn click phần link mô tả dưới video mình mở phong các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn xôn xạo kênh Telegram group nè. Nếu mà các bạn rồi các bạn xôn xạo nè các bạn. Rồi sau đó các bạn bắt up lên các bạn. Rồi sau đó thì các bạn copy địa chỉ với chôn của mình các bạn. Trên địa chỉ với chôn link của bạn phải có giao dịch từ 15 USDT lên các bạn. Địa chỉ của mình là quắc câu. Rồi các bạn sao chép nữa. Rồi các bạn dán vào đây nè. Thì chương trình iGroup này nó còn 7 giờ nữa kết thúc nên các bạn làm nhanh nha bạn. Trao đổi một nhập UDT. Rồi sau đó các bạn bấm một gỡ đi nè. Rồi như vậy là video mình đã hướng dẫn các bạn cỡ làm 10.000 tóc cần Bisa đến đây kết thúc rồi bác. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.